đã là một phim Hàn, không ai là không biết đến Gia đình là số 1, bộ phim sitcom hài hước biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim đã trở thành bệ phóng sự nghiệp cho hàng loạt diễn viên triển vọng như Hwang Jung-eun. Trong số đó, không thể không kể đến Jin Ji-hee, nữ diễn viên nhí một thời đang gây sốt với vai diễn Rich Kid, Jenny trong siêu phẩm Sốt Sình Sịch, Penthouse, Cuộc Chiến Thượng Lưu. Jin Ji-hee sinh năm 1999, sớm làm quen với phim trường từ năm 3 tuổi với vai diễn trong bộ phim đình đám Khăn Tay Vàng 2003. Dù không xinh xắn như các bạn diễn nhí cùng thời, nhưng cô bé vẫn tỏa sáng bởi nét diễn ngây thơ, đáng yêu và khả năng biểu cảm đa dạng. Chưa tròn 10 tuổi, cô bé đã liên tục bỏ túi rất nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh. Nổi lên với vai diễn Harry, cô nhóc tì sắc láo nhất hệ mặt trời trong Gia đình là số 1, hơn một thập kỷ. Cụ thể, 11 năm đã trôi qua kể từ khi bộ phim kết thúc. Hiện tại, cô nhóc Harry ngày nào đã 21 tuổi, dậy thì thành công và trở thành mỹ nhân xinh đẹp bất ngờ. Sao nhí ngày nào sở hữu gương mặt xinh đẹp dịu dàng, cùng nụ cười ngọt ngào, nhưng cũng hoàn toàn có thể xéo sắt hết mức khi hóa thân thành cô bé Rich Kid ngang ngược trong Penthouse. Nhan sắc đáng gờm, lột xác quá thành công. Nhắc đến Jin Ji-hee, người ta lại nhớ đến bộ ba nhóc tì sinh năm 1999, Kim Yo-jong, Kim So-hyun và Jin Ji-hee cùng góp mặt trong Bom Tấn, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Tuy không nổi tiếng như hai cô bạn đồng lứa, diễn xuất của Jin Ji-hee vẫn nhận được nhiều lời khen bởi nét diễn ổn định và tự nhiên. Nửa đầu năm 2017, Ji-hee góp mặt trong một vai diễn nhỏ trong tác phẩm ăn khách Thanh Xuân Vật Vã. Không thua kém các tiền bối, dù chỉ xuất hiện trong hai phân đoạn ngắn, nhưng Jin Ji-hee đã khẳng định được tài năng diễn xuất. Hiện tại, Jin Ji-hee vẫn đều đặn đóng phim với vai trò là một diễn viên trẻ và đồng thời tiếp tục việc học tại khoa diễn xuất của Đại học Đông Cúc. Tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ nhân vật nhóc tì Harry đánh đá là vai diễn khó quên nhất của Jin Ji-hee trong lòng người hâm mộ. Harry là một cô bé hống hách, tham ăn, ưa la hét và hay vọng vĩnh. Dù đóng vai một nhân vật khó ưa hay gây rắc rối là vậy, nhưng Jin Ji-hee vẫn chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài đáng yêu và diễn xuất tự nhiên đầy hài hước của mình. Nổi tiếng từ bé nên Jin Ji-hee cũng sớm phải đối mặt với nhiều rắc rối. Cô bé từng muốn từ bỏ nghiệp diễn vì những bình luận ác ý của anti-fan khi tên của mình luôn gắn liền với vai diễn Harry. Sau khi em tham gia phim Gia đình là số 1 phần 2, em nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người. Bên cạnh đó, em cũng bị nghe những lời bình luận không hay và nói rằng em là đứa sắc sửa y hệt như vai diễn của em vậy. Từ đó, tên em luôn bị đi kèm với cụm từ Jin Ji-hee, con nhỏ tham lam sắc sược, cùng những lời bôi nhọ về em và gia đình em. Em cảm thấy bị tổn thương rất nhiều và muốn từ bỏ tất cả. Nhưng rồi đạo diễn Kim đã động viên em, nhưng em cũng khó khăn lắm mới vượt qua được. Cho đến bây giờ, em đã thay đổi được và dù cho họ có nói gì, em vẫn yêu diễn xuất và em muốn cảm nhận tình cảm của những người yêu thương em là đủ rồi. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã sở hữu nét đẹp dễ thương, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi. Khi lớn lên, những nét đẹp trên gương mặt Jin Ji-hee vẫn không hề thay đổi. Nữ diễn viên được nhận xét là dậy thì thành công và lột xác thành mỹ nhân xinh đẹp hút hồn. Gương mặt Jin Ji-hee vô cùng nổi bật với sống mũi cao thanh, đôi mắt có hồn, khuôn miệng cười tươi tắn cùng làn da trắng mịn. Giờ đây Jin Ji-hee đã 21 tuổi và là mỹ nhân triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Thành tích học tập đáng nể. Không những vậy, nữ diễn viên còn có thành tích học tập cực tốt. Không vì bận diễn xuất mà bỏ bê việc học, Jin Ji-hee vẫn duy trì được thành tích cao khi học phổ thông và xuất sắc thi đỗ khoa sân khấu điện ảnh, trường đại học Đông Quốc danh tiếng. Thậm chí trong hai kỳ năm nhất, cô còn đứng nhất toàn khoa. Jin Ji-hee là hình mẫu chuẩn con nhà người ta khi vừa xinh đẹp học giỏi, lại có sự nghiệp diễn xuất đáng trông đợi. Sau thành công của Penthouse, tên tuổi nữ diễn viên ngày càng trở nên nổi tiếng. Cô hiện là một trong những sao trẻ triển vọng của màn ảnh Hàn Quốc. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng gây sốt với bộ ảnh cổ trang đẹp như mơ, được nhận xét là rất hợp với tạo hình cổ trang. Jin Ji-hee đã làm khán giả đứng ngồi không yên khi xuất hiện trong tập 14 của drama hài lãng mạn Lang Quân 100 ngày của đài TVN. Lang Quân 100 ngày với sự góp mặt của Dio EXO, Nam Ji-hyun, Han So-hee đã gây sốt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong suốt thời gian phát sóng. Phim kể về một vị thế tử lạnh lùng, nghiêm túc bỗng dưng bị lạc vào chốn quê, làm chồng của một cô vợ đanh đá và tinh ranh, đem lại vô số những tình tiết dở khóc dở cười nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng với vai diễn cameo trong phim, nhưng nữ diễn viên 19 tuổi đã vô tình gây thương nhớ bởi vẻ ngoài tươi sáng cùng diện mạo xinh đẹp của mình. Diện trang phục cổ trang, Jin Ji-hee tỏa sáng với làn da trắng không tì vết.
Sở hữu khuôn mặt tròn, đẹp, phúc hậu, Jin Ji-hee khiến người đối diện phải xao xuyến bởi màn lột xác không thể tuyệt vời hơn. Ngắm nhìn cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ, người hâm mộ lại bồi hồi nhớ về một Harry đáng yêu và tinh nghịch của ngày xưa.